tùm lum ăn cái giò đi. Mà lấy cái giò nó bư lội với ta. Ừ. Ăn cánh nè, cánh tay với mau. Cánh tay lại hả? Ăn cánh là bay cho nhanh hay không mà không? Cái gì hả? 3-4 năm nay rồi, hôm nay giờ qua mặn nó lâm không được không không ăn gì lỡ gì nó nhớ vào đây luôn sao thôi mọi người dùng nha. Ơi, mời cả nhà nha. Đó không mấy chú mới mời quên nói cả nhà. Xin mời nha Hồng Thị Nguyễn, xin mời mời cả nhà nha. Anh chung với Hồng Thị Nguyễn nha. Cái này là Hồng Thị Nguyễn ăn chay nha cả nhà chứ không phải đó. Thôi mời quý ông bà cô bác ăn gì quay ăn sáng nha. Tí giờ anh em nha. Rồi. Ăn quý ông bà cô bác ơi. Chào chú anh chị nha, hôm nay mình đến chỗ đại tý, mình có mua đồ ăn đây là vịt quay, nghe cái sự yêu cầu của đại và đủ đồ chân nè ha. Chạy nói chung thì xa lắm nghe quý vị, từ là 7-8 cây số mới tới vịt quay, còn ngày qua thì mua không có, cho nên mấy anh em đến cho đại tý dùng, mời quý vị cùng nước xem nhé. Gặp đại tý kìa. Ơi chào đại á. Trời ơi đứng ngoài nắng nơi kìa. Tại sao trong mát không đứng mà đứng ngồi nắng mà được đấy? Sao mà có một điều trùng hợp là vô lần nào cũng gặp đại tý đứng trên cái bãi cát này trơn nè. Hả là chờ anh em vô ta? Mà chờ nắng chang chang. Wow, nắng nè. Mà sao mà kỳ vậy coi. Hello. Xin chào. Hello luôn. Hello. Wow, nè mua đồ ăn nè, mua đồ ăn có vịt quay rồi đầy đủ hết trơn. Này có vịt quay đó, theo ý muốn rồi đó. Vịt quay chè. Hôm qua đại nói đó vịt quay dính mì. Ừ. Bữa nay anh em mua thịt quay với mày có nước nè. Có nước luôn. Có nước suối luôn. Chè nữa nè, có chè. Có nước suối chè. Mình đi lại cái chỗ cũ mình ăn nha. Đây nè. Hôm nay có cái gì đặc biệt mà nay vui quá vui nè anh em. Nay có làm gì có thịt quay cái này nay vui đây. Này vui à. Không ai chú quay con kỳ sáng. Cái tay cầm gì vậy? Cho bánh mì. Cho bánh mì. Có người cho bánh mì mà chưa ăn ha. Rồi cái bọc bánh gì đó. Đâu có gì đâu. Rồi thôi để nó đi rồi mình đi vô trong mát mình. Giờ mình đi vô chỗ cũ mình dùng nè. Cũ mình dùng. Này bữa nay có dịch quay đi dò hết nhanh này thôi. Bữa nay có dịch quay vô thấy vui quá. Đừng nói vậy để tí hơn nghĩ đi bây giờ này ngộ thì. Nói thấy chưa? Đảo lên. Đâu đâu ngồi chỗ nào đâu. Chỗ xe. Ngồi chỗ xe đi. Ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ nào cũng được. Cái gì chọn anh em không có ép nha. Cho xe. Thích đâu thì cứ ngồi đó. Bữa nay tâm trạng vui rồi. Đi chung đi nghe quý vị. Là giò bữa nay đi là hơi mạnh chút đó. Ngày này giò đi quá dữ. Đi phới luôn. Cứ đi khoảng như lúc trước mà đi yếu ớt đâu. Đó, ngồi cái căn gốc xài đi. Dạ ông Tiên ngồi tận gốc ngay gốc xài. Tiền nữa thấy chưa? Cho mấy anh em ăn chung không? Cho ăn chung luôn. Có mà. Chung luôn. Cái gì sạch sạch lót lên đây nè. Mình kiếm cái gì mình kiếm cái bao gì mình lót lên sạch sạch. Ở đây tí có gặp cái bao này không? Ở đâu? Nè. Có gặp cái bao đâu. Này dưới hàng này vô coi. Dưới hàng đó vô. Rút hàng đệ tử đó ra. Đệ tử ra đây. Đấy. Đi xuống chiếu đạp á. Nhích ra bên kia đi. Để nhích ra. Trời ơi, hai con ô thấy quá bự rồi. Nặng tay luôn. Ô. Còn cái gì lên không? Cái gì lót đây. Rồi, lấy chèn xuống luôn. Để lấy chèn xuống. Rồi dựng xuống lấy lóc xuống luôn đi. Lấy chèn xuống. Bên này uống thoải mái luôn nghe đây. Này. Vô em chạy người ta mượn cái bao đi. Bữa nay có gì mà vui dữ vậy đi tí. Bữa nay vô gặp mặt vui quá nè. Không có gì nè. Đây đi suối đây đại. Uống luôn hay sao? Uống luôn không? Uống trước đi. Rồi. Suối nằm quanh luôn đó ha. Chắc phải cái nước này cho nước. Chút xíu nữa đẩy cái lóc luôn xuống đây luôn nha. Không. Lắm rồi. Rồi để đây dùng luôn đi. Nếu mình ăn cái mình uống.
Hôm trời giông bão đó, trời mưa sáng đêm hôm đó rồi ngủ đâu? Không chú bà. Ngủ ở cốc ha. Anh đừng, mấy chú đừng đăng video con đừng. Anh chú bà cho bánh này chưa xà chưa ăn. Chưa ăn rồi, để đi, để bên đi chút xíu nữa mình ăn này xong rồi ăn đó. Để đi. Để mà nó no, nó no cái mình ăn cái này không được, mình ăn gì của em được. Đó, có bao tới rồi kìa. Cái bao tới nè quý vị ơi. Anh lấy bao làm gì ạ? Lấy bao lót rồi để ăn uống nè. Quá đẹp quá, cái bao vô đẹp quá nha, đi đi. Tao bước lấy chuối á. Mình tao là kia giờ kêu cái bao, bây giờ là kêu giờ kêu đi kiếm mất lá chuối. Sao không được? Trời ơi. Đó đà bọc đè để riêng đi. Giờ kiếm cái bao nè để riêng đi. Cái bao có cái bao đẹp muốn chết rồi. Giờ không lẽ giờ bỏ cái bao nha. Đó, cái này là kè. Nè anh ăn chay nè, anh ăn chay mình sao nè. Ủa mày xài chay đó hả? Ồ một phần anh ra anh học anh ra tay coi. Ở quay con chưa có được phép anh thịt ông ơi. Ăn từ ngày cho đó, ăn đi. Vậy là ngày cho hả? Ừ. Trời ơi. Nó. Không ơi. Tụi ao giờ này nó có cấp nè, này có cấp nè. Tôi chấp. Không nghe lời ta. Nghe lời. Trời ơi. Mấy ông ha. Mấy ông không phải đây chứ mấy ông ác gì thường lắm. Mấy ông ăn mặn á, mấy ông không ra, mấy ông ra tay cái này nữa, mấy ông không chịu để tôi ra tay không. Đệ tử mà. Đã nhận làm đệ tử rồi mà. Để đi hồi mình để tôi làm đệ tử không không? Hả? Không ơi. Không hả? Ơi, không đâu, ông đâu có nói không đâu. Đó, quá ngon mình, luôn. Xé cái nắp kia ra mình đựng nước chấm luôn. Nè, hay quay nè quý vị ơi. Rất là ngon luôn. Quay dịch quay. Quay. Thôi quá ngon rồi. Cái này ăn dịch quay là không ra là 4 năm bữa anh em mình đâu có mua được đâu phải không? Cái này là cái món ưa thích của đại tướng. Ồ, đại tướng nói là cái món rất là đặc biệt. Là mua gà không gà hôm qua là vô là đại tướng không ăn luôn á. Ừ, đúng rồi, không ăn. Không gà đòi ăn dịch 4 năm ngày rồi mà không mua được, bữa nay mới quá ngon rồi. Đi xa lắm mới mua được á. Này thì xuống tới với chị Tôn mua mới được luôn á. Chúng thế đâu đây quá mình chấm bầu nhiều mình vô đây mình phải học theo cách năm điều Bác Hồ dạy, vệ sinh tốt, học tập tốt, lao động tốt ha. Lao động tốt luôn đi phải không đại tí? Đó đại tí rồi kìa. Bữa nay cho ba YouTube vô ăn chung luôn không đi tí? Có thì ba YouTube vô ngồi ăn chung. Rồi cho này giờ đó, giờ này vô ăn ăn chung luôn đó. Kéo sát sát vô mình đi tí. Rồi làm rồi hết đi rồi kéo sát vô. Mình chuẩn bị coi. Rồi quá ngon rồi, cả nhà ơi. Có duyên nha. Có duyên bữa nay, có duyên chứ. Mấy anh em mình có duyên chứ lắm mới ngồi chung được chứ để tí mới ăn chung được đó. Đúng rồi. Chứ bà con nói ước gì mà được đến gặp để tí mà ngồi ăn chung được như ba anh em mình. Ba anh em mình chắc cũng có gì đây. Cũng có duyên lắm á. Mới được ăn chung với để tí đó. Chứ thôi dễ gì. Dễ gì nó gì dễ gì ăn. Mà đến gặp cũng khó nữa, chi mà ngồi chung phải không đại? Những bà con mà muốn đến gặp để tí cũng là cả vấn đề. Cái máy xa xa ba chú đưa đi. Để máy xài xa ra là cũng như là để gần quá không thấy được ba người phải không? Đúng rồi. Ông làm xong đi rồi. Ồ cái còn có này rồi này đổ vô đâu ta? Đổ vô đó luôn. Ai vậy? Cái này là để cho ăn lạc hay gì đó? Cái này ăn lạc không ơi? Không phải. Không phải ăn lạc là của bên anh kia. Có cái bọc bức tương bên kia kia còn. À vậy hả? Anh cái gì đổ vô đó đi. Đưa tay qua, đưa tay qua, đưa tay qua, đưa tay qua, tay phải, hai tay luôn, hai tay luôn. Hai tay luôn. Trời ơi, quá ngon quý vị. Hai tay luôn. Tay kia luôn. Thôi cái bọc này không thể rồi. Tay đây. Ừ, cho miếng này, cho miếng cho tay, cho miếng này. Ồ. Quá. Rồi, quá mày. Rồi, để một cái đây, bây giờ. Quá rồi, quá ngon rồi, để tí ơi. Bữa này vô nay ngồi gần để tí coi. Đây đây ngồi đây gần để tí tâm sự ở đây tí. Vậy sao tôi quay được? Chúng nó tôi ngồi đây rồi. Đem đây nè. Đem anh ông anh đem máy ra đi kéo cái này sát vô. Cái này nè. Đây đây đây.
hà cán sát ở đây. Rồi vậy đó. Ừ. Để đây nè. Để đây ngồi. Để gì sao anh chú ăn? Rồi mình vô ăn sao? Rồi vô ngồi ăn đi vui quý vị ơi. Mời chú ăn. Anh chúc cho vui nha. Quá ngon rồi. Cái gì mà tè tè nó ăn gì ta? Rồi để tí dục trước đi. Không ăn. Cái gì? Rồi chờ vô ngồi chung mới được. Vui xong rồi. Có gì cắt cái ghế này không? Có gì đâu cắt. Để ngồi thở cái rồi. Ngồi mà thở đây. Rồi không ăn đâu, ăn đây luôn cái gì? Ngồi đó ăn luôn. Rồi mời quý bà cô bác cùng vô ăn vịt quay nha, chung với ba anh em YouTube với đệ tí. Tại vì ăn mặn lại được không? Ăn mặn lại. Đó, ăn mặn lại đi đó, ăn mặn lại đi. Ăn mặn lại đi anh ơi. Tại vì mình ăn 3-4 năm nay rồi, hôm nãy giờ qua mặn nó lâu không được không không? Ăn gì lỡ gì nó mới nhớt vào đây luôn sao? Thôi mọi người dùng nha. Mời cả nhà nha. Không mấy chú mới mời. Nói nhà. Xin mời nha, Hồng Thiên Miện xin nhờ mời cả nhà nha. Anh chung với Hồng Thiên Miện nha. Cái này là Hồng Thiên Miện ăn chay nha cả nhà, chứ không phải đó. Rồi mời quý ông bà cô bác ăn vịt quay với ăn sáng nha. Tí giờ anh em nha. Rồi. Ăn quý ông bà cô bác ơi. Quá ngon à. Đó có duyên rồi. Có ngồi với đệ tí ăn nè. Biết bao nhiêu người ước luôn, biết bao nhiêu người nói là đến đây một lần để gặp đại tí. Ông nhúng rồi mời cái sao. Xin mời cả nhà nha. Rồi cái này quá ngon, mời cả nhà ơi. Mời cả nhà. Rồi mời quý vị. Là chúng mời vịt quay ngon không? Không được. Không. Đấy. Không, cái lòng của ông mời con là cái như quan rồi đó. Ông đằng này ông được rồi. Cha được. Dạ. Cảm ơn nha, cảm ơn ông. Cho phép ăn mà không ăn ha. Phải ăn quay nè, ăn nhiều vậy. Quay bữa nay mát mẻ à, bữa nay có gì anh em mình vô cũng vui vẻ lắm á. Wow, quay bữa nay ngon, quá ngon. Bữa mình vô cái mặt cũng hơi buồn buồn ha. Nay vô mặt vui vẻ quá. Bữa nãy mình có buồn lắm, đúng rồi hả? Có. À, đúng rồi. Ăn cái này có nước chuối rồi không? Bốn cái này thôi. Con có ấm tùm lum cái ông nhóc cơ mà không chịu ăn 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 vịt không cả. Con nào? Đó, ăn cho ăn. Gì ăn chân? Không, không thấy ăn. Không. Kìa, ổng nào ông ăn bánh mì không kìa. Mất ăn nhiều không ấy? Chú ăn. Ừ, mà không ăn á. Rồi, mời được Phật. Không phép mà anh không ăn á. Được rồi, mời. Một Phật. Đại ơi. Một Phật. Nguyên đại tiết cho ăn nào cho ăn. Cái. Có cái dừa, cái nào, cái mình có cái gì mới được. Ồ, chó đó, đệ tí biết không? Đệ tí. Quá ngon rồi thế à. Chấm cái mời cái nhạc coi. Mà cái nhà cái đây. Không mà cái nhà. Mời cả nhà ăn vịt quay với bánh mì. Cùng để tí ha với mấy anh em YouTube nè. Mời cả nhà, mời quý bà con nha.
Dạ mấy ba anh em hữu duyên lắm mới ngồi được với đại tý, là lần này là hai lần đó nha quý bà con. Mà bà con có nhắn tin về nói có duyên dữ lắm mới ngồi được, chứ ước ước gì mà về đây gặp đại tý được lần để ngồi chung được gì mà không được. Ba anh em chắc có duyên dữ lắm nè. Người, cái, ba người ăn hết đó nha, nhiều lắm không? Nhiều lắm rồi. Nhiều lắm rồi, ăn nhiều lắm thôi. Cũng như 4 người mà trừ ra người đó. Không, không. Còn 3 người. Không, không. Ăn đại đi, chú Hùng rồi sao rồi. Đó, cho ăn rồi mà không ăn. Chứ ăn đại không? Chưa, chưa ăn. Chứ mình ăn đại, ăn không biết. Không, đúng mà. Ăn miếng, được. Ăn miếng là không đúng mà. Đúng không? Trời gớt đó, tại mà gớt đó mà có leo lên được tới đâu đâu gớt. Giờ tôi còn kẹp không? Không, không biết. Không biết. Không biết. Còn kẹp, còn kẹp, còn kẹp không biết đó. Đúng rồi, còn kẹp không biết hả? Ừ. Rồi. Nhất là để tế nói là mà kêu là trước khi ngủ á phải niệm sáu chữ Di Đà, cái câu đó nghe mới quá không? Trước khi ra mình khỏi cần mình nói rồi mình khỏi mà đọc giảng hay là hoặc mà kinh pháp gì đó cáo chữ Gì là được không ông tới à, đó đó chữ Gì Đà tăng chữ nghiệp đó cái trời cái này mới nó mới hay nè này mới giữ nè. Phía trước kia thì có người ta chạy máy người ta tới giường đó quý bà cô bác, giờ nó ồn hay ồn ha, hay ồn bà con thông cảm nha, con thông cảm cho anh em ha. Dịch kéo với cứ ấy dịch cho mà từ đâu các ơi nhiều trong đúng rồi. Nè, ăn cướp. Ừ, tụi lâu ăn cái giò đi. Mà lấy cái giò nó bư lội với người ta. Ừ. Ăn cánh nè, cánh tay với mau. Cánh tay lại hả? Ăn cánh là bay cho nhanh hay là mơ không? Đi ra, đi qua, quay ra mà để tí hoài mà hâm hâm làm bao gặp để tí luôn á. Gặp luôn hả? Ừ, không không làm bao cái sao cái chim bao thì lạ lắm gặp được tí. Ừ. Không biết là hôm hôm chim bao có đi tí có gặp Hồng Thiên Nguyện không? Không biết. Không biết. Chim bao chim bậy gì hết trơn á. Mình chim bao nghe quý vị chứ mình không có mà thiệt không? Hả? Gặp thiệt luôn hả? Thiệt, hôm hôm gặp được tí. Dạ. Ừ. Lạnh như lạnh nhìn nói vậy mình nói chuyện với ông nhiều quá cái làm cái bằng đêm mình mới vậy. Bạn nói là ngủ chung đó. Ừ. Không ngủ. Giấc nghỉ vậy. Phải không à, thấy. Trong... Trời anh kia anh chạy qua đây. Quá trời cuốn không? Wow, rồi. Cái này mấy ông bu rồi kìa, ông chó ông bu rồi kìa. Cuốn. Đấy, bán đen không hả? Ừ, rồi. Đẹp cuốn. Quá ngon. Gấp cái cục ớt kìa, đưa cho ấy cho bóc cái trống ấy, ừ. Được đâu mà được. Cái này là lâu quá ngon quá à. Đi là biết nữa không? Thấy là thấy là để tí ăn rất là ngon ha. À, bữa nay ăn dịch không ăn ngon. Qua mình mua gà mà để chắc mắc đâu. Ừ. Hôm qua có ăn gà không? Không. Không ạ. Không ăn gà. Bữa nay là nếu mà bữa nay mình tất nhiên là bữa nay mình mua dịch rồi bữa nay được là ổng đi vòng vòng rồi đó. Mát rồi, bữa nay ông đi vòng vòng nè, mình chở ông đi chỗ này chỗ kia nè. Đó.
mình xin phép à. Bữa nay chở ông đi chỗ này chỗ kia uống cà phê nha. Ở trong đây. Ông đây ở trong đây. Không ai. Mày gì cái ông chờ mua bánh không mà ta. Ở bánh có gì không? Dạ vô trong ơi trong được không? Ừ. Ngộ vô. Lạ nè. Mà trong đó có cái tộc. Giảm lắm à. Có cái gì? Có cái hang. Dạ chắc mày còn thiệt à. Chưa nào, có gừng hết à, không có gừng, đủ thở nói, rồi đó là gọi là núm mèo hay vậy, núm mèo đúng rồi, núm mèo, quá ngon vậy, để tôi gà tôi lấy nó túi rộng. Cái gì ạ? Đây. Tại nàng khỏi hấp lực. Ông chiếu để tôi khác không mày được. Bà nha, bà ngộ nha. Có người á, ta hỏi á là tại sao đệ tí mấy lá mà đệ tí không tắm, mà tại sao mà anh em mà ngồi ăn chung với ổng mà không hôi. Cái đó là cái đặc biệt đó nha. Mà thật sự không hôi nha. Cái đó Hồng Tuyền Nguyện nói thật à, chứ không phải mà Hồng Tuyền Nguyện nói dốc nó láo hay gì rồi trên bà con trong nhà ngoài nước. Cái này là nói thật lòng, không túi, không thôi. Thì đây là mình, đó. Mình cũng đã đó. Chứng kiến rồi, có chứng kiến bên này đó. Nó không gì đâu. Đó, nó nhạt ra. Nè anh em, mời anh em nha, nước chuối. Uống nước chuối đi, ăn nhiều, ăn dữ tại. Mày không kinh luôn. Ông mày à. Để giấu cái chai vô, để giấu cái chai vô. Có bà con hỏi đại tí là gần đại tí có ngồi không? Ờ. Nó không có ngồi nha. Đúng bà con. Cái đó là mình nói cái chân thật mình nghe, chứ không phải mình nói dốc nó láo để mà câu like, câu view hay gì nữa. Cái đó là lời chân thật. Mà có thật sự có ngồi không đại tí? Có ngồi không? Ờ cái đó là mình nói trên, để mình nói trên cộng đồng mạng để thôi. Nói là mấy anh em lục tức câu like câu view hay là hoặc cái gì đó rồi để nói là tại sao mà ba mà mấy tháng trời mà không tắm mà không thôi. Đây bên đây bữa nãy bên đó. Đây con ông dành ông không nói rồi, thở không nói rồi, chịu thôi chứ không ông nói rồi. Có hồi không? Không biết rồi, thôi chơi thôi. Không bây giờ phải hồi chứ. À, giờ phải hồi vậy, giờ. Mà anh em nó không thấy hôi. Nó ngộ chứ. Tầm tầm hôm đó nãy ăn nhiều rồi, rất là hồi luôn. Tầm tầm quá, rất là hồi mấy em mà trời ơi, bà chết rồi, bà chết rồi. Cái giữa luôn. Cái giữa rồi. Trời ơi, cái giữa đó, bà đã đi vòng cầu rồi đó. Đại, nó nát ra mấy đại ơi. Xíu đi cho mấy đại ăn. Dùng xanh muốn gì rồi. Không, ở đây dùng cho coi luôn. Cho hết tiền luôn đi. Bấm mà coi nó nhảy bây răng ra không. Không à. Quá ngon cả nhà ơi. Ớt. Ăn ớt không? Ăn hả? Không, không. Mấy à... mấy à, có bên này cũng trúng mồi luôn rồi. Quá ngon.
lắc thôi. Chó nó khùng thật. Thôi nha, không ấy lật điện thoại. Thấy xa xa ngoài đi, Thấy à, bên này ông ăn thấy vịt thấy ngon không ông? Ngon ha. Rồi, thấy ngon cái gì? Thấy cũng ngon. Chung là ăn hết luôn nghe quý vị. Mấy anh em dùng rồi, hết cái vịt nữa không ha, quay. Ăn cái gì bánh mì còn. Chiều nay mà ăn vịt nữa nha. Quá wow, thấy ông ăn vịt thấy nó ngon sao đâu. Mình thấy mình thèm luôn ta. Ăn là ăn không chút. Không ăn được. Cài quá. Ăn vô nó kỳ lắm. Ăn không được. Mấy năm rồi đó. Phải con ăn được là con ăn rồi. Ông mời là được con có cái phước rồi. Bây giờ ông thử ông lấy ổ mì ông cho con cái con lấy được đó. Ổ mì đó ông lấy cho con là con lấy được nè. Để chúng ăn. Thì à. Còn vô đó ngà đi. Anh em chỉ ké ngài thôi à. Không, ai gọi có ké. Ăn chung rồi chứ không có ké, đâu có cho cả mấy ông nói gì à. Không ké, vậy ăn chung mà không có ké. Ăn chung. Cái đường đó ta chạy xe lên nhà ta là trên không đi ở nhà ta trên đó nha. Còn có mà tóc của chú à. Tóc rồi.